Xin chào tất cả các bạn, Canada hiện nay đang mở rộng cửa chào đón du học sinh quốc tế sang học tập. Việc xét hồ sơ xin thị thực nhập cảnh và cấp visa đã có tiến trình nhanh hơn để đảm bảo đúng thời gian nhập học của sinh viên, học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những hồ sơ đủ điều kiện để cấp visa du học Canada, vẫn có những hồ sơ bị từ chối. Tại sao? Vì lý do gì mà bạn bị trượt phỏng vấn xin visa? Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu 15 lý do khiến cho lãnh sự quán Canada từ chối cấp visa cho du học sinh các bạn nhé. 1. Trình độ học vấn của du học sinh không tốt. Các điểm số trong 3 năm học gần nhất hầu hết là dưới trung bình, hoặc do lịch sử học tập trước đây đã từng nghỉ học ngang tại trường trong nước hoặc một nước khác mà không có lý do chính đáng. 2. Không có kế hoạch học tập rõ ràng. Người nộp đơn không nêu rõ kế hoạch học tập hoặc chương trình học, ngành học và khóa học chưa thuyết phục, chưa hợp lý, dẫn đến việc người xét hồ sơ nghĩ đến những lý do tiêu cực và nghi ngờ mục đích sang Canada để du học của mình. 3. Không đủ tài chính. Hồ sơ không đủ tài chính theo như yêu cầu của phòng di trú, lãnh sự quán Canada tại Việt Nam. 4. Không đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Phần lớn các gia đình đều có chuẩn bị nhiều trong việc tài chính cho con em du học, nhưng thường nộp thiếu giấy tờ để chứng minh điều này, hoặc không thể hiện hết các nguồn thu nhập và tài sản mình có nên người xét chưa thấy được sự ổn định trong thu nhập và nguồn tài chính không đủ cho việc du học của du học sinh. Đối với các gia đình có doanh nghiệp, thường thiếu các hợp đồng, hóa đơn mua bán hoặc sổ tay ghi chép để chứng minh thu nhập thực tế, vì biên lai thuế phần lớn là không phản ánh được thu nhập thực sự của doanh nghiệp. 5. Không chứng minh được khả năng quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Lỗi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc chọn ngành học, khả năng tài chính, tài sản gia đình, và không chứng minh được điều gì sẽ khiến mình trở về sau khi hoàn thành khóa học tại Canada. 6. Không khai có người thân trực hệ ở Canada. Những hồ sơ không khai có người thân tại Canada do lo sợ ảnh hưởng đến kết quả visa thường bị từ chối vì lý do không trung thực. Lưu ý rằng việc có người thân ở Canada hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả visa của người nộp đơn. Nhất thiết phải khai ngay cả khi họ không phải là người giám hộ hoặc tài trợ về tài chính. 7. Không khai đủ người thân ở Canada. Những hồ sơ không khai tên người thân do đã lâu không liên lạc hoặc vì những lý do khác cũng có thể bị từ chối visa với lý do không trung thực. 8. Người thân không đủ tài chính để tài trợ cho học sinh. Đôi khi thu nhập của người thân không đủ điều kiện để tài trợ cho học sinh thì cũng kéo theo hồ sơ bị từ chối vì tài chính yếu. 9. Hồ sơ không trung thực. Những hồ sơ bị phát hiện khai thông tin gian dối, không đúng với thực tế hoặc giấu thông tin, ví dụ như không khai việc đã từng bị từ chối đi Canada bằng bất kỳ hình thức nào của người nộp đơn hoặc của các thành viên trong gia đình như ba, mẹ, anh, chị em. 10. Không hiểu rõ những yêu cầu, thủ tục khi làm hồ sơ. Điều này cũng là lỗi quan trọng khi nộp hồ sơ. Trước khi nộp hồ sơ hoặc chuẩn bị hồ sơ, người nộp đơn nên đến các văn phòng hoặc công ty tư vấn du học uy tín để tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi quyết định nộp hồ sơ lên lãnh sự quán Canada. 11. Không chứng minh được quá trình học tập và làm việc liên tục tại Việt Nam. Bởi vì có những bạn tốt nghiệp rất lâu rồi, đi làm hoặc có khoảng thời gian trống, không làm gì vì những lý do cá nhân như sức khỏe, gia đình. Điều này chắc chắn sẽ phần nào ảnh hưởng đến khả năng xin visa thành công của bạn. 12. Chọn chương trình hoặc ngành học không phù hợp với mục đích làm việc. Một nguyên nhân quan trọng khiến đa số các hồ sơ visa Canada bị từ chối là do học sinh, sinh viên thiếu hiểu biết rõ ràng về chương trình mà họ sẽ theo học ở Canada. Đây lại là một trong những vấn đề được hỏi nhiều nhất trong buổi phỏng vấn xin visa và cũng là yếu tố quyết định liệu bạn có được cấp visa du học hay không.
13. Ngoại ngữ chưa ổn. Thông thường để đạt điều kiện đi du học ở các nước nói tiếng Anh, bạn cần ít nhất IELTS 5.0 cho các khóa học A-level dự bị đại học và 6.0 hệ sau đại học. Cho nên khi quyết định du học, bạn cần tập trung bồi dưỡng các khóa học tiếng Anh để lấy được các chứng chỉ cần thiết. Bên cạnh đó, cần thường xuyên luyện tập giao tiếp bằng tiếng Anh để có thể nói một cách lưu loát, trôi chảy và tự nhiên nhất khi phỏng vấn. Không thể bạn học khóa tiếng Anh xong vào tháng 1 nhưng khóa chính lại bắt đầu từ tháng 9, khoảng trống quá lớn, hoặc như thời gian xin học trên thư mời học và việc giải trình không hợp lý cũng là điều khiến cho lãnh sự quán nghi ngờ và đánh dấu. 15. Trả lời phỏng vấn không tốt. Hầu hết hiện nay các hồ sơ ở các tỉnh lẻ ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều sẽ bị phỏng vấn qua điện thoại. Vì vậy, nếu bạn không tìm hiểu kỹ về khóa học, sự lựa chọn của bạn hay các câu hỏi liên quan khác, bạn sẽ rất khó có thể vượt qua vòng phỏng vấn khó nhằn của nhân viên đại sứ quán. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về 15 lý do khiến cho lãnh sự quán Canada từ chối cấp visa cho du học sinh, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, với địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028-38-48-4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028-38-38-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.